Phương chào mừng quý vị đến với chương trình Nàng Dâu Thời Nay. Tập 5 Nàng Dâu Thời Nay hứa hẹn sẽ tạo nên nhiều điều đặc biệt. Dạ, tôi xin chào MC đẹp trai Kim Tử Long. Hai gia đình sẽ thể hiện sự ăn ý của mình như thế nào qua những câu hỏi đầy thú vị. Khu vực Tây Nam Bộ có bao nhiêu vườn quốc gia? Hết. Trò chơi đầy thử thách. Có những cái thử thách về ăn uống mà tự nhiên uống con gào đói bụng rồi. Gia đình nào sẽ đến với vòng thi chung một mái nhà để có được cơ hội giành lấy giải thưởng cao nhất từ chương trình? Xin được phép dành 40 điểm cho gia đình. Kính mời quý khán giả đón xem tập 5 Nàng Dâu Thời Nay được phát sóng vào lúc 19h15 phút thứ năm ngày 2 tháng 2 năm 2023 trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1.